dòng thơ tràn đầy tình yêu thương cuộc đời, yêu tổ quốc, yêu quê hương và đất nước trong những năm tháng ông xa quê hương. Tôi xin trân trọng giới thiệu, đêm thơ hôm nay có sự tham gia chương trình đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Lan, nghệ sĩ ưu tú Lê Chức, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên, nghệ sĩ nhân dân Hương Hà, nghệ sĩ ưu tú Văn Trương, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến, nghệ sĩ Văn Sinh đệ đàn tập lục, nghệ sĩ Tuấn Dũng đệ đàn sáo. Và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của giáo sư Tôn Thất Chiêm, nghệ sĩ piano hòa tấu xuất sắc nhất tại 4 cuộc thi âm nhạc quốc tế, tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, phó giáo sư tiến sĩ Văn Giá, trưởng khoa viết văn báo chí trường Đại học Văn hóa, dịch giả Thúy Toàn, chủ tịch Quỹ hỗ trợ quảng bá văn hóa Nga, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vi, phó giáo sư tiến sĩ Mai Quỳnh Lan, họa sĩ Lê Thanh Minh, tiến sĩ Vũ Huy Mình, tiến sĩ Lê Văn Nhân, nguyên chủ nhiệm khoa tiếng Nga Đại học Hà Nội, dịch giả Lê Đức Mẫn, phó chủ tịch Quỹ hỗ trợ quảng bá văn hóa Nga, tiến sĩ Phạm Vĩnh Thư, nguyên hiệu trưởng trường Viết văn Nguyễn Du, tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, phó viện trưởng Viện Văn học, nhà thơ Trần Quang Quý, phó giám đốc nhà xuất bản Nhà Văn, nhà thơ Phạm Mầu, nguyên chánh văn phòng Đường sắt Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Thi, tiến sĩ Đặng Thị Thơm, thẩm tra viên tòa án cấp cao, bà Trần Thị Minh Hải, huấn luyện viên về kỹ năng giao tiếp thuyết trình trường đào tạo doanh nhân PTI. Đại diện họ Nguyễn có ông Nguyễn Văn Trung ở Hà Tây và ông Nguyễn Đăng Doanh ở Yên Bái. Báo Quân đội Nhân dân, đại diện đơn vị công tác của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Xin trân trọng kính chào tất cả các quý vị. Thưa quý vị đại biểu, thân anh, các chị và các bạn, để rõ hơn về thân thế sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, tôi xin trân trọng mời tất cả quý vị cùng hướng lên màn chính của sân khấu để theo dõi một phóng sự về sự nghiệp sáng tác và cuộc đời của cố nhà thơ Nguyễn Đình Chiến. Xin kính mời quý vị.